bạn xuất đấy buồn vào nóc nia bạn hãy dùng một tờ đọc sai chấm nọ nơi tụng bỏ ti mà rồi đọc buồn chấm một cụm tờ tiền nhé bạn trở lại dùng một đọc sai đó chấm nọ lệ phẩm pi ấy nhé bạn chương chấm nọ lệ phẩm pi nhé cái tha pi muốn pray một lít thay buồn pon riel lỡ lang thay pram pon buồn rồi riel ta pray ní ban lang thay phần màn phía rồi nhé hay tôi lấy ní cứ dùng đọc sai chấm tăng pi thứ ngày ti một pay phẩm pi khai về sai chấm năm pi pon đọc mùi nhé bạn chân kỳ chân đơn thật tá sang nắng lang thay prey nhé prey nắng lang thay bảo màn phía rồi nhé bà sân chỉ vì muốn nắng kỳ lụa mà lít tập buồn pon riel lệ nhé ở lớn nắng lang thay mà đó pram pon buồn rồi riel chân kỳ chân đơn thật tá tầm lấy nắng lang bảo màn phía rồi nhé chân đam bay rồi phía rồi này ca lang thay nắng bán ta dương thời thừa mạnh nhé bà ta lấy dương mới đến đó sai chấm nọ đơn chấm một cuộc ngọc liền nhé bạn chúng đâm bay bốn ai cho rồi phía rồi này cả lan thay được bọc bình sang nắng cứ dương thở đăng thật tá vì lan và màn real sân nhé vì lan và màn real chúng sang từ bốn cứ dương lụa buôn pon real này nhé mà lít buôn pon real ở lớp vì lan mà đó là pram pon buôn rồi real chúng ta vì lan và màn real chúng đâm bay đăng thật ta vì lan và màn real bốn đỏ nhé do thay để vì lan nước đỏ thay vì muốn máu chúng dương vô pram pon buôn rồi buồn rồi riêng đi đọ nâng buồn pon màu nó dừng nâng khơi nhảy chẳng đi bộ đọ một tế mà khơi nha pram pon buồn rồi đọ buồn pon vì nâng khơi nhờ mà pon buồn rồi mày nế chẳng khăn ông mà lít prey nhắn cứ là mà pon buồn rồi riêng thế nế mà lít là mà pon buồn rồi riêng chẳng ta mà pon buồn rồi riêng nâng vì sma nâng pon man phía rồi nế bạn chẳng ảnh đi tâm bất lâm hát nghe thế nế bạn chẳng bà sân chia vì là buồn pon tay mà đó mình đây tha mà rồi phía rồi mày nế bà vì làng nâng buôn vì làng buôn pon riết cứ làng một loại phía rồi tại lỡ vì làng tái mà pon buôn rồi riết lệ chẳng ta và màn phía rồi chẳng đam bay rồi phía rồi nâng bán cứ pon pon ông nhé còn để vô đầm lại để vì làng nè đầm lại vì làng nước thiếp chùm môi nâng đầm lại đa màu vía máu dướng nâng khơi đầm lại phía rồi này láng này chẳng những ai cho xe mà pon buôn rồi nâng nát mà pon buôn rồi nước thiếp nâng buôn pon nè thiếp nâng đầm lại đa màu vía nát chẳng pon pon ông nhé chăm chẳng á bạn chứng dương thưa của mạng thì chạy với màu nhé bạn anh ấy cứ bốn ai xong rồi bị bán bằng tay chăm mà chạy để xa dương khơi nhờ đầm nắng chạy đi tôi chuyên tôi chạy nhé và ta lấy dương mà chạy một cú máu và dương vô một bọn bộ rối chạy được buồn bọn là xa dương khơi đầm nắng chạy nên tôi chuyên tôi chạy chạy chẳng cứ dương đã số nói cho hay tham số này đi màu nhé và tham số chân một tòa máu dương ai cắt xôn cháo này để xa là khu miền khơi xôn bầy bầy đi kia chân khu cắt xôn cháo là đi cắt xôn cháo đài nát bà tòa chân dương chọc đam chạy cứ đọc buôn chạy nặng buồn chân đọc buôn miền buôn mà đỏ đọc buôn miền buôn bầy đỏ mày đấy bà dương đọc bầy máu chân bầy buôn đỏ đọc pì và đọc buôn đỏ đọc pì sao pì nát bà chân một sân dương chọn chạy một tòa tiếp chân tham xôn mà thì tham xôn chân một phần mà phầy nè mà phầy chạy buôn màn mà bàn pram ok pram nè bà pram buôn đó mà phầy chân mà phầy đỏ mà phầy sâu là lấy dương khơi á dương khơi nhầm lại với cái khơi xôn chạy sam sập pram chân xôn chạy sam sập pram đấy vì an toàn trên chi phía rồi tê nè ôn thời trăm nữa nè chân nằm bay ở trên chi phía rồi bán cứ ôn thời xe vì ở trên chi phía rồi bình chân cả na xôn chạy xam sập ram bên đây thà phần này tôi sẽ phía vía nó cứ phía rồi vậy dài cái này phía rồi chắc bên đây thà bà sân gì tôi sẽ chỉ phía rồi nó cứ má xam sập ram phía rồi này nhé đại sa sôn chạy xam sập ram bà sân tôi sẽ tôi chia phía rồi cứ bên đây thà xam sập ram phía mùi rồi nhé bà xam sập phía mùi rồi đại sa anh đi viên nơi này tôi phía vía nó cứ phía rồi rồi dài chẳng giờ lấy dưỡng khơi á tầm lại bệnh để làm thay nó cứ làm xam sắp làm phía rồi nó làm xam sắp làm phía rồi này lại đa bộ viết bốn bốn phần riêng nó chẳng dừng ai trả lời kia mà nó đổi nít bệnh để bàn làm thay cứ xam sắp làm phía rồi nó mà xam sắp làm phía rồi chẳng chùm nó nít cứ dừng đọc sai chân nó chẳng là cụ sẽ không tham bộ nó đi dốt hay ai đọc sai bán chẳng bố chùm nó xem tiếp để mình lại gần hà này nè bạn chứng sự nghiệp ca đó sai chậm nọ bao lâu cú xong một chập phần nặng mà không chán.